123. Chào mừng các bạn đến với số đặc biệt, số Tết của F1360. Và một năm trôi qua thật nhanh anh Khôi nhỉ. Không biết rằng Tết năm nay thì các huấn luyện viên đã chuẩn bị gì cho bản thân mình chưa? Nhưng mà có một bí mật Phương Anh sẽ bật mí với các bạn. Đó chính là riêng về FIFA 23 sẽ có rất nhiều những phần quà hấp dẫn dành tặng cho các huấn luyện viên trong dịp Tết này. Wow! Vậy Phương Anh hãy bật mí cho các bạn là quà Tết là những gì đi? Thực ra thì em cũng không biết nữa, nhưng mà em nghĩ rằng Tết là quà phải to rồi đúng không nhỉ? Thôi được rồi, cứ coi như là đúng đi. Theo một nguồn tin đến từ ông chú của anh làm việc trong Garena thì có nói rằng đúng là quà Tết năm nay sẽ vô cùng lớn, và đó cũng là lời tri ân, lời cảm ơn mà ban điều hành của FIFA 23 dành tặng cho tất cả các huấn luyện viên. Và thường thì cuối năm cũng là dịp để chúng ta có thể nhìn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong một năm đúng không nào? Chính xác là như vậy. Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những điểm nhấn đáng nhớ trong năm 2016 của FIFA 23 Việt Nam. Đầu tiên chúng ta không thể nhắc đến đó là New Engine, một bước chuyển mình lớn trong gameplay của FIFA 23 Việt Nam. Với những tính năng mới, gameplay của FIFA 23 đã trở nên cân bằng hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn và tiệm cận hơn rất nhiều so với người anh em của nó, đó là FIFA truyền thống. Còn em thì thấy đồ họa mới của FIFA 23 New Engine đã mắt hơn nhiều, động tác cầu thủ cũng rất mượt, nhìn chân thật hơn rất nhiều so với phiên bản cũ ra hồi game mới ra mắt. Nhìn mấy anh cầu thủ trông cũng đẹp trai hơn hẳn này. Đúng là con gái, game hay như thế mà chỉ nghĩ mấy anh đẹp trai. Thì em là con gái mà. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với The Intercontinental. The Intercontinental là giải đấu FIFA 23 quốc tế đầu tiên sử dụng phiên bản New Engine. Giải đấu này cũng đánh dấu bước ngoặt của FIFA 23 đấu trường quốc tế với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ đến từ châu Âu. Đây cũng là giải đấu mà có thể nói là thành công nhất trong năm 2016 của Việt Nam chúng ta. Tuyển thủ Nguyễn Văn Hòa đã giành được ngôi vị Á quân và chỉ chịu thua tuyển thủ nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Seong Sak trong trận chung kết. Dù không giành được chức vô địch nhưng mà thành tích của Văn Hòa cũng rất đáng ngưỡng mộ phải không nào? Thì trong năm vừa qua, FIFA 23 Mobile hay còn gọi là F3M đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mang đến những tính năng mới đầy thử thách và những vật phẩm giá trị không thua gì FIFA 23 trên PC. Chẳng thế mà anh đã phải đầu tư ngay một smartphone để chơi song song F3M với F3 trên máy tính đây này. Không dừng lại ở đó, FIFA 23 Mobile có những nét hấp dẫn riêng không thể tìm thấy ở FIFA 23 trên PC. Đó là tính năng thẻ chiến thuật, thẻ tuyển cầu thủ nữa này. Cristiano Ronaldo của 16SC của anh cũng từ đây mà ra đấy. Vâng, còn nữa, đó là nhiều chế độ chơi mới cùng với những sự kiện in-game song song với FIFA 23. FOM có thể thực hiện được các nhiệm vụ dễ dàng hơn, nhanh hơn, có thể kiếm được nhiều EP mà không cần phải trực tiếp đá trên máy tính. Đối với những huấn luyện viên có gấu thì FOM là tiện nhất rồi đấy. Và đến tháng 8 năm 2016 cũng là quãng thời gian mà FIFA 23 có mặt tại thị trường Việt Nam được 3 năm. Và đợt kỷ niệm sinh nhật này chúng ta có rất nhiều sự kiện đấy, em có nhớ không? Em phải hỏi anh Khôi có nhớ không mới đúng. Tại vì chúng ta có tận 3 sự kiện chính. Thứ nhất đó chính là lễ hội cắt bánh này, huyền thoại gõ cửa này. Và gì nữa nhỉ? Và một sự kiện nữa mà tất nhiên là em sẽ tham gia rồi đúng không? Đó là lên ba càng bá. Trong sự kiện lần này thì em cũng có vinh dự được phát quà cho các huấn luyện viên. Và phải nói là trong tất cả sự kiện thì năm nào anh cũng tham gia, mà đợt này lại còn kiếm được khá khá nữa nên là nhớ lắm. Thế bây giờ nói về trò chơi này, trong năm vừa qua thì FIFA 23 cũng đã cập nhật thêm rất nhiều thẻ mở giải mới. Và ba trong số đó được đông đảo game thủ đón nhận, đấy là mùa 06U, World Cup 10 và 16EC. Đây là ba mùa giải quy tụ rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá đương đại và cả những huyền thoại của bóng đá thế giới ngày nào. Phương Anh biết không, những cầu thủ này không chỉ xuất sắc ở ngoài đời mà trong FIFA 23 họ cũng vô cùng đẳng cấp. Thế mấy mùa giải này không biết có những cái tên nào hot anh nhỉ? Anh Khôi có thể giới thiệu vài tên cầu thủ mà đáng để vung tiền cho các huấn luyện viên được không? Ở những mùa giải này có rất nhiều những cầu thủ xuất sắc, nhưng anh sẽ kể một vài cái tên nổi bật sau đây. Đầu tiên đó là Roberto Carlos mùa 6U. Chân ngắn này không đáng yêu mà là đáng sợ thì đúng hơn. Khỏe như trâu, nhanh như ngựa mà sút bóng thì như đạn bắn. Cái tên tiếp theo sẽ là Gareth Bale mùa 16EC. Một máy cầy mang động cơ tên lửa. Một khi anh này bứt tốc thì đối thủ chỉ có hít khói mà thôi. Tiếp theo sau đó sẽ là Gonzalo Higuain mùa World Cup 10. Ghi hat-trick vào lưới Hàn Quốc là chỉ số được tăng phi mã luôn. Mà vào sân toàn gánh team, trả bù với lúc đá cho tuyển quốc gia ở ngoài đời. Và cái tên cuối cùng không thể không nhắc đến đó là Cristiano Ronaldo mùa 16EC. Ở thẻ mùa giải này, Rô Điệu đã có sự tiến bộ vượt bậc khi đá tiền đạo cắm. Wow! Và chúng ta cũng không thể bỏ qua những tính năng mới khiến cho FIFA 23 trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đó là
Đầu tiên, đó chính là chế độ King of the Hill. Mốt chơi mới được đánh giá còn hấp dẫn hơn cả xếp hạng 1v1. Rồi đến hệ thống giao dịch 2.5, hệ thống nâng cấp 3.0. FIFA 23 còn cập nhật đều đặn team color cũng như cho phép huấn luyện viên sử dụng đội tuyển quốc gia thông qua hình thức thay đổi đội và chế độ Exhibition Mode để thi đấu nữa. Những tính năng này không chỉ làm cho FIFA 23 thêm phần thú vị mà còn rất hữu ích cho các huấn luyện viên để tăng cường đội hình mạnh hơn. Chuẩn không anh Khôi? Tất nhiên là chuẩn rồi, nhưng em có biết là anh thích nhất cái tính năng đặc biệt nào trong bản cập nhật này không? Là gì vậy ạ? Đó là sự xuất hiện của hoàng đế Frank Beckenbauer. Đội hình Anh giờ đã có vua bóng đá Pele ở trên, giờ lại có cả hoàng đế ở dưới nữa, quả là bá đạo. À đúng rồi, ngoài hoàng đế bóng đá Beckenbauer ra thì 13 huyền thoại khác cũng đã ra mắt các huấn luyện viên trong bản cập nhật tháng 12 vừa qua. Họ đều là những danh thủ nổi tiếng, từng ghi dấu ấn riêng tại những giải đấu hàng đầu thế giới ở nhiều thế hệ trong quá khứ. Nhưng mà mấy anh ấy không phải gu đẹp trai của em, nên chắc chỉ có anh thích chứ em thì không đâu. Nói đùa vậy chứ, các bạn thử ngồi đếm mà xem, ngoài việc sở hữu bản quyền của các mùa thường như là 06, 07, 08, vân vân này, FO3 còn có thẻ mùa Cúp Châu Âu, thẻ mùa World Best, thẻ World Legend, hơn thế nữa lại có cả bộ 3 Công Vinh, Hồng Sơn, Huỳnh Đức Việt Nam Legend. Ôi, FIFA 23 của chúng ta đã lớn mạnh lắm rồi. À, và còn update gameplay mới, em nhớ đúng không anh Khôi nhỉ? Chính xác, FIFA 23 có một đợt cập nhật vào cuối năm 2016 điều chỉnh gameplay theo ý kiến đóng góp của những người chơi. Phiên bản gameplay mới đánh dấu sự lên ngôi của bóng đá tấn công. Các trận đấu trong phiên bản này có nhiều bàn thắng hơn hẳn, tốc độ trận đấu cũng cao hơn. Nói tóm lại là chơi thích và sướng hơn rất nhiều. Và nội dung tiếp theo trong bản tin FO 360 số Tết lần này đó chính là giới thiệu đội hình xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA 23. Đây là đội hình do chính phiếu bầu các huấn luyện viên trong FIFA 23 Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng với 11 cái tên sau đây sẽ không bị ăn quá nhiều gạch đá như đội hình tiêu biểu của FIFA năm vừa rồi. Và hãy chờ xem những cái tên nào sẽ xuất hiện nhé. Biết đâu idol của bạn cũng ở trong số đấy đấy. Vị trí thủ môn trong đội hình thuộc về Van der Sar Sôi. Tay dài như vượn mà phản xạ thì nhanh như điện, đương nhiên là phải có tên rồi. Hai hậu vệ cánh trong đội hình này là Bosingwa 08E, cầu thủ xuất hiện từ rất lâu rồi, và Roberto Carlos, huyền thoại của Real Madrid và tuyển Brazil. Tiếp đến là Paolo Maldini và Nemanja Vidic, hai trung vệ kỳ cựu đã chiến thắng với số phiếu áp đảo trong cuộc bình chọn trung vệ hay nhất 2016. Tiền vệ thì không có cầu thủ nào cạnh tranh được với Patrick Vieira cả. Sát cánh cùng với anh trong đội hình này là Steven Gerrard 06U, người đội trưởng vĩ đại vừa chia tay với sự nghiệp cầu thủ vào mùa hè vừa qua. Cầu thủ tiếp theo chắc là cầu thủ mà Phương Anh thích nhất đấy. Ồ, thật ạ? Đó là thiên thần Kaká. Anh đã được chọn là tiền vệ tấn công hay nhất trong năm 2016. Ở hai vị trí tiền đạo cánh, chúng ta có đó chính là hai ngôi sao sáng nhất của Real Madrid. Cristiano Ronaldo 14T và Gareth Bale 16EC, hai chiếc phản lực. Vâng, và cuối cùng vị trí tiền đạo cắm thuộc về một soái ca trong FIFA 23 chính là Fernando Torres 108E. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã vượt qua rất nhiều chân sút sáng giá khác để trở thành tiền đạo cắm số 1 của năm 2016. Đội hình này tính ra cũng phải gần 10 tỷ EP đấy, mà mới là thẻ cộng 1 thôi. Và vì những cầu thủ này đang hot nên giá của đội hình sẽ còn tăng mạnh nữa. Anh em nào thấy ok thì vào game mà làm cái Dream Team 2016 đi. Không chừng mấy ngày nữa giá lại tăng như giá xăng thì tôi không chịu trách nhiệm gì đâu đấy. Trên đây là đội hình xuất sắc nhất của FIFA Online 3 trong năm 2016 vừa qua do cộng đồng bình chọn. Không lo gian lận phiếu bầu đâu nhé. Các bạn có đồng ý về đội hình này không ạ? Nếu không thì hãy bình luận phía bên dưới clip để cùng chia sẻ với các huấn luyện viên khác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong năm 2016 và hy vọng rằng trong năm 2017 chúng ta sẽ có nhiều pha bóng để đời hơn nữa. Hellcat.
xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các huấn luyện viên đã đồng hành cùng chúng tôi trong năm 2016 vừa qua và hãy tiếp tục gắn bó với FIFA Live 3 trong năm tới nhé. À, từ từ đã, trước khi kết thúc chương trình chúng ta còn phải bật mí cái gì nhỉ? Thực ra là về lộ trình cập nhật của FIFA Live 3 trong năm 2017 và tất cả thì chỉ là trong một bức ảnh mà thôi. Đúng là như vậy, và các bạn hãy cùng nhìn về tấm ảnh này để biết chúng tôi sẽ gửi gắm một cái điều gì trong năm 2017 nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong năm Đinh Dậu 2017. Chúc mừng năm mới! We'll be right back.